Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây Nam thành phố Uông Bí tại các phường, xã Phương Nam và Phương Đông. Diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 728,3 ha, quy mô dân số khoảng 10.000 người. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 24.400 người. Để thực hiện dự án, Quảng Ninh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch, quản lý giám sát việc xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt, đồng thời lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, đảm bảo phù hợp với định hướng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và các quy định hiện hành.